nay cái buổi rất lớn này chúng ta được có mặt giao duyên với nhau tại đảo Phú Quý này. Anh Sĩ Luân lần đầu tiên đến đảo nhưng mà thấy là không khí rất là tuyệt vời, chúng ta có những hòn đảo rất đẹp. Và không biết các bạn ở đây có ai thích làm ca sĩ không ạ? Hả? Có ai thích làm ca sĩ không ạ? Hãy giơ tay chú Sĩ Luân thấy đi ạ. Ôi, có vài người thôi hả? Các bạn ca sĩ có nhiều tiền không ạ? Ca sĩ có nhiều tiền không ạ? Ca sĩ không có nhiều tiền nhưng mà nhiều tình cảm các bạn ạ. Ha, thì nhiều tình cảm ha. Và chú Sĩ Luân thì rất may mắn là một Phật tử của chùa Bủ Lâm. Thì các bạn chỉ cần học giỏi thôi, chùa sẽ lo học phí ha. Các con sẽ không lo học phí. Quan trọng nhất là chúng ta học giỏi, chúng ta có con đường đi thật tốt trong cái tương lai. Và những bạn nào mà chúng ta có ý làm ca sĩ á, thì chú Sĩ Luân hy vọng sau này các bạn sẽ đứng về đạp Hutech ha. Các bạn chỉ cần học giỏi thôi, chú Luân cho học bổng luôn. Vậy là vấn đề chúng ta chỉ cố gắng học thật giỏi. Và chú Sĩ Luân và các anh chị ở đây mong ước là chúng ta sẽ luôn luôn có những bạn học giỏi, luôn luôn thành công trong cuộc sống. Và bây giờ chú Luân xin được hát bài hát tặng cho các bạn được không ạ? Được không ạ? Bài hát này rất là sôi động, có bạn nào nhảy với chú Sĩ Luân không ạ? Có ai nhảy với chú không? Quyết tâm là không à? Chú tự hát tự nhảy luôn à? Khó quá. Thưa quý vị, xin được gửi đến quý vị một bài hát mà quý vị đã yêu quý Sĩ Luân trong 26 năm qua, khúc được mang tên Mắt Này Cha Cha Cha. Xin mời quý vị cùng thức. Rồi bài này dễ ha. Xin mời các bạn ra sân khấu nhảy luôn ha. Vỗ lên các bạn ơi. Hey. Vỗ tay to hơn nữa được không các bạn? Bạn hình như chưa có ăn trưa đúng không? Ca sĩ trên đây
hát như điên, nhảy như cuồng. Mặt các bạn ở dưới nè, hả, ca sĩ hát đó hả? Rồi nói chứ các cháu, các bạn chúng ta phải luôn có năng lượng, để vì sao chúng ta học tập mà, chúng ta phải luôn vui. Và ngày hôm nay chúng ta phải rất cảm ơn các anh chị trong các hội từ thiện, các anh chị lan tỏa yêu thương chùa Bổ Lâm và cầu nguyện Sài Gòn đã đến đây và rất sớm để chuẩn bị chương trình như thế này. Và chúng nữa chúng tôi hy vọng là Hoàng Nguyện sẽ có một cái chương trình nữa ca nhạc tối nay, thì các ca sĩ sẽ được hát nhiều hơn tặng cho các bạn. Một lần nữa xin được biết ơn, tri ân công đức của quý thầy, các anh chị Mạnh Thường Quân, và chúc các phụ huynh chúng ta và các cháu một năm học mới toàn được sức khỏe, thành công và luôn luôn có nhiều niềm vui. Xin cảm ơn rất nhiều. Thank you.